Cháy ở đâu rồi, ồn quá. Đây này, xe cứu hỏa rút vào đây thì không có đường đi này. Đây ồn thì các bác nhá. Ồ, cháy ở đây. Tập cuối năm diễn tập những cổ chỗ chật quá, có gì có nhân tạo mà ok là bỏ qua đi. Báo giá thị trường không ơi, báo giá thị trường nó vui à. 6 triệu đấy, hợp lý quá đấy, xanh Nam Biển bóng biết rất rộng đấy. luyện là lên tiền, luyện là có tiền. Tập khói khói nhân tạo mà ơi tập huấn tốt. Cái quay là không chảy nữa tôi nói các bác cái này quay đi cho được hoa này mà các bác rất rất được, thân cốt ok nhưng mà cần phải có tuổi nữa, phải có thời gian để luyện đấy, gian luyện của bác dáng rất là móng rất rộng rất phất. Cái làn bóng rất rộng có chân bên đấy, nhưng mà vấn đề thì phải ra đấy của ông nhà giáo sư nhà giáo sư cây học đây chủ nhân này đấy, nhìn kỹ đi đường chuyển đây rất là điệu đà rất điệu đà cũng là điệu đà không anh. Đây này là cái sộp. Đây không phải cái tốc độ. Đấy, 2 triệu rưỡi. Lá nó mịn hơn. Túc không phải túc, lá nó cứng hơn, nó dài hơn. Khói này ghét quá. Cái tên bốc bốc đó. Tên bốc bốc đó. Đòi 2 triệu nhưng mà chưa có dáng gấp gì. Khói hóa học. Sặc. Trang à, để sang xem cây của đấy, cây này cắt đi gọn gàng nhỉ. Anh Châu này vẫn 3 triệu nhỉ, đúng không? Bạn thuế đẹp hết nhỉ, bao tiền một khóm đấy, 2 triệu rưỡi một khóm đấy, chơi Tết 2 triệu rưỡi đấy, đánh đúng tâm lý chơi Tết đấy. Bạn thuế bạch nhỉ, tâm rất là nhìn nó rất là sáng. À rêu này là rêu nhân tạo nhỉ, nó sạch. Đây là mấy tiền? Mấy tiền? 2 triệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, Quế rất sạch sẽ. Đây. Giá hợp lý đi. Toàn luôn. Tự nhiên. Để tí quay lại đang đông quá. Hả? Kìa. Mà về mất thời gian lắm. Sân liễu này, đầu tư sân liễu ác nhỉ. Trời ơi, lâu rồi chứ. Vâng. Không. À đây sân đây có cây to to này. Anh ngắt lá mà. Hả? Gì? Gì khủng. Đấy, có nhiều người quan tâm sân liễu hết nhỉ. Thuộc dòng cây nghệ thuật thì cô cây của anh Hiếu, Hiếu chợ Vạn Phúc ra nhé. Đấy, nó này. Tôi là Bạch Khúc đây. Bạch Khúc tôi là đây. Khúc cá được. Khúc cá được. Cốt cán được. Quê. Quê nhưng mà rất giống biển ấy. Tôi là Bạch Khúc đây. Bạch Khúc tôi là đây. Cẩu á, cái này bê được, cần gì cẩu? Có anh không phải làm với cẩu. Này bê cho. Xong để xong để cái vườn ở chỗ ấy. Để trần chậm thì được. Trần chậm xuống lắm. Cẩu không nào mà muốn bê lên trần nhau thì bao tiền? Mấy củ. Mấy củ à? Ở đấy, yên du. Hợp lý mà. Nó nắng rồi nó. Mà. Không muốn có vườn lắm, không có vườn đâu. Bây giờ toàn sân thượng ấy. Đấy. Trần còn có 25m. 25m là chơi rồi, không biết bao giờ ở đây không? Ôi, khí thế rồi. Thế à? Khí thế rồi lọ đến đường kia. Thế thì kinh điển đấy. Đấy. Xi này bao tiền anh, báo giá cho anh em biết. 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu. Còn con kia.
ý là 1.6 triệu ấy sao? 1.6 triệu đấy, giá rẻ giật mình. Sơn liễu, đúng rồi, dáng liễu nhỉ, sơn liễu. Hiếu đi đâu rồi anh? Uống nước cùng với ông Toàn ấy. Trần, Quang Trần. Đấy, bây giờ chuẩn bị nhường chỗ hết cho Lan biết rồi. Phía sau là không có cái thế đâu. Ít lắm, không có, ít. Phía sau ít lắm. Mua nhanh đi còn kịp. Những ông cây thế là buồn đấy, phía sau là buồn. Chật quá. Bởi những người mà mê cây thế, người ta chỉ thích cái sắp cây thế thôi. Lâu qua nhưng mà bây giờ quản lý thị trường người ta cũng là bác à? Ờ, Tuyên à? Vâng, hôm nay có cây đi không bác? Ừ, bác có mì cây nhỏ nhỏ bác theo ở nhà. À, đây này nhổ mì à, cây tùng à? Đấy, cây đẹp hết nhỉ? Tất nhiên là mình ngồi cả năm, còn chúng mày ngồi có mấy ngày Tết rồi. À, những mọi mọi khi vẫn đóng thuế đuổi à? Đúng, đuổi. Thằng nó đuổi thằng kia làm sao mình ngồi đây cả năm. Chắc bọn này nó mua mua. Chắc đúng rồi, cho nó một chỗ rồi. Bây giờ là mày ngồi trong lều được, còn cái mặt này chúng ta phải bỏ hết tay lại. Không dọn đi đâu cả. Cái này này. Vì mình mất tiền mà đúng không? Mình mất tiền mà mình ngồi cả năm, mày ngồi mấy ngày sao mày. Mấy là khách hàng sao? Khách hàng. Đúng rồi. Chúng mày bảo xe cho mày vào, cho mày đi ở bên đường. Đấy, các bác cũng căng thẳng cuối năm, ai cũng muốn có một cái chỗ ngồi để buôn bán có tí thu nhập. Mở hàng được cái nào cho bác? Bác mới bán một cái nhỏ. Vâng. Đi chợ cứ nó cứ đuổi này bực khó chịu. Tháng Tết thì mà bác mới bán một này đấy. Vâng, nhưng mà nhiều người quá. Sau nó cũng sai cái 7 tín cả ngoài. Con này còn hay về đồ này à? Lâu lắm chưa về. Tết. Con cái nó ốm suốt không về được. Vâng. Rồi sang với em nào nó câu bốn em này đi. Vâng. Cái chương trình làm rồi cuối năm mới là thành buồn, còn bốn cuối năm. Đây là từ đây trở lại đúng không ạ? Đấy, từ đây trở lại của chú. Đấy, lần lượt đi chú xem là bao tiền cây kia. Đấy là bán rồi là bán 3 triệu 7 rồi. À bán rồi. Còn cây này là 3 triệu rưỡi là bán. Đấy, 3 triệu rưỡi đấy. Xuống không? 3.5 triệu thôi. Và trong kia quát 10 mấy triệu. Đấy, và đây là ra nhà vườn nó bán rất bình dân. Đấy, nhà đó sản xuất được. Nhà là sản xuất được. Trên rất rẻ, mua là tại gốc luôn. Thế còn cây này khác không? Cây này là mới mang về thì chưa biết giá của bạn. Vâng. Đây, còn tiếp tục cái bộ này. Còn cái bộ này, cái này là 6 triệu, 6 triệu rưỡi một cây. 6 triệu rưỡi một cây. Giá tầm đoạn. Giá một đoạn đấy. Đấy. Nó xa xa thì. Trang trí Tết làm đồi quá tuyệt vời. Cây cũng có tuổi rồi. Form bông có rồi. Đổ buôn mà. Phiên chốt đấy. Phía sau là ít đấy. Gần như không có. Vâng, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại năm mới. Đó thì dưới một cây. Bằng nhau hết. Một triệu cái hồng mai nhỏ kia. Ok các bác, thôi tạm dừng nha. Tiền này đây.